Rồi, chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em. Thì hôm nay em có đến vườn mai của Quỳnh tại ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để quay cho cả nhà mình cùng giao lưu với Quỳnh một số lô mai Tết ha. Lô mai mình chơi bông Tết á. Thì hiện tại bên nhà vườn mình có rất là nhiều lô mai ha. Thì đây để nhờ bên Quỳnh chia sẻ chúng ta hôm nay mình giao lưu với nhà vườn những cái loại mai nào hả Quỳnh? Mai giả Phú Đức anh. Dảo Thủ Đức ha, hàng hàng trước trước mắt này ha. Dạ đúng rồi. Thì cái hàng này mình giao lưu bao nhiêu một cây em? Dạ 500.000 một cây anh. 500 ngàn một cây là mình có ship lẻ hay là kiểu sao không? Dạ 2 cây em gửi hàng, 3 cây bao ship. 2 cây gửi hàng, 3 cây bao ship. Đây, những hàng như thế này nè cả nhà. Củ đế hết hồng không? Là củ đế to đùng. 500 ngàn một cây, 2 cây gửi hàng và 3 cây bao ship ha. Thì cái này ghét cũng tầm 4 5 mùa rồi. Cũng 4 5 mùa ha. Cao cao từ 5 tới 6 tấc nha cả nhà, từ 5 tới 6 tấc thì 500 ngàn một cây. Này là dảo Thủ Đức 100% ha. Cả nhà coi mặt bông nè. Đẹp ghê hồng chưa? Đã đời chưa? À, anh nhờ em bưng giùm anh một cây ha Quỳnh. Được chưa? Cô chú anh chị biết cái trạng mai cỡ nào. Đó, tàn tua sum xê vậy cả nhà. Cây gốc rất là đẹp ha. Rồi đưa em. Cái lô này mình được bao nhiêu cây em? Dạ lô này còn 50 cây nữa. À khoảng 50 cây ha. Cây đang rất là tốt đó, sum xê ha. Mua cái này được có gạo cần cua nữa nè. Đây, gốc nói chung là gốc đẹp quấn rễ hết ha. Gốc nào cũng quấn đế hết nè, bủ cục cục nè. Cây cái chột rất là mập nha cả nhà và cái đọt dựng rất là thông cây. Cả nhà mình coi dựng cái đọt rất là thông ha. Cái khi những cây như thế này khi chúng ta lạc lạc cái lá ra nhìn cái cây mình nó chuẩn nó đẹp lắm. Chứ không phải bấm luôn tuồng nó lên tầng tùm ha. Những cây này lật lá ra đẹp lắm. Cái cây nó đang rất là sung mãn ha. Cái giai đoạn này thì cái mai bắt đầu nó đang phát triển cái gốc nữa cả nhà, lớn thêm gốc nữa. Rồi thấy bên mình có cái hàng mai siêu nụ quá trời nụ luôn nè. Này dảo siêu nụ ha. Như cái hàng này là mình giao lưu giá sao? Dạ 220.000 một cây. 220. 3 cây em gửi hàng và 5 cây em bao ship luôn. 220 một cây. Ba cây gửi hàng và 5 cây bao ship. Đây cả nhà ơi coi coi cái dàn nụ nha, quá trớn cái dàn nụ luôn, nó đặc gật luôn nè, nè. Bởi vậy mới gọi là siêu nụ ha. Cây nào cũng vậy nha. Thì cái dòng này á thì nó nụ nhiều dữ dằn nhiều luôn, nên cả nhà mình thấy có nở một vài bông nó cũng không ảnh hưởng gì tới cây hết. Nè cả nhà mình coi nụ nè, nó như mày tiếng vua chùm vậy. Hết biết chưa? Mà cái dòng này thì cái bông nó như bông dảo Thủ Đức thôi chứ không có gì khác ha. Và đặc biệt là nó phát triển cực kỳ nhanh nha. Này cô chú anh chị mua về chơi, người bán Tết rồi cũng như là mình làm giống cũng khá là ok luôn. Cái hàng này nhiều không Quỳnh? 200 cây à. 200 cây như thế này nha cả nhà. Cô chú anh chị mình thấy coi nụ hết biết. Ôi ơi nó như ổ ong. Quay ngoài trời nhiều khi nó hơi mờ, cô chú anh chị gắng xem em nha. Ôi hết biết nụ luôn. Đã chưa? Mê thiệt chứ. Và để em qua đây em quay cái mặt bông cho cô chú anh chị mình xem. Cái hàng này ghép mấy mùa rồi Quỳnh? 3 mùa rồi ha. Cái mặt bông nè cả nhà. Đã đời chưa? Mặt bông nó giống như dảo Thủ Đức ha. Nụ nè. Để bưng lên cho cả nhà xem. Tàn 220 một cây, ba cây sẽ gửi và 5 cây bao ship ha. Này để em đo chiều cao cả nhà xem. 1 2 3 4. Nó cao tầm khoảng từ 6 tới 7 tấc luôn cả nhà. Cao lắm. Những cái hàng già mùa này hiện tại trên thị trường ít xịt. Có nhiều nhà vườn bán trên mạng người ta hỏi nhưng mà cũng mua cũng ít có hàng để cung cấp cho cô chú anh chị mình ha. Tại những cái hàng này Tết mà lật lật cái lá ra thấy cái dàn nụ nó hơi cũng phê nữa. Nụ nó đeo kẹo luôn mà. Rồi kế tới mình hàng nào? Cúc chùm ha. Cúc hương chùm. Ồ mấy cái này. Này chùm phải rồi nè, chưa gì trơn mà thấy nó lên một cái nụ nó quá trời bông luôn nè. Ồ gốc đẹp dữ à ha. Cái này mình giao lưu giá sao em? Giá này là em còn được 90 cây. 90 cây. 160 ngàn cây.
À, mấy cây mình gửi giờ mấy cây bao ship? À, 5 cây gửi 10 cây bao ship. Cái đế nè cả nhà, mà cái hàng này hàng chưa Tết nha chứ không phải hàng may giống nha. Đế thì cây nào cây nấy cũng quá đẹp. Cục cục bự không à. À, đế bính với lại bí ha. Nè, cô chú anh chị mình coi coi cái bính cái này C6 không Quỳnh? Là nó cứng luôn cái thùng C6 nha, cứng ngắc luôn. Mà cái hàng này thì hàng bông Tết nha. Đây, ôi quá trời cũ. Đẹp chưa? Rồi, qua tới hàng kế là hàng nào? Siêu nụ nhỏ hơn ha. Giá 65.000 một cây. À, hàng này 65.000 cây nha các nhà. 65.000 một cây giảo siêu nụ thì hàng này thì vẫn chơi Tết ok, nụ nút hiện giờ nó cũng đầy hết trơn nè. Cô chú anh chị mình thấy nụ nút giờ nó cũng đeo kẹo nhưng mà nó không không bằng cái già mùa bên kia thôi, nhưng mà nó vô nụ kim hết à. Những cây già thì nó đi nụ hơi sớm hơn cái thằng non này ha, này dắt dắt cũng khoảng mùa à. Hơn mùa hả? Cả nhà mình coi cái cây nhỏ nè, cái cây này thì nó sổ sổ nụ sớm rồi, cả nhà mình coi nó lên bông rực rỡ luôn ha. Giờ buổi trưa thì có những bông nó hơi hơi tàn ha, nhưng mà cô chú anh chị coi nhiều nhiều anh em nói cái cây mai giáo siêu nụ nụ nhiều quá chắc nó không đi bông chùm, cả nhà thấy nó lên một nụ cũng được 6 7 bông luôn nè ha, 6 7 bông luôn, nên cả nhà mình an tâm ha. Quá đợi cây có tí tẹo gì mà này lặt lá ra để anh bạn chơi hết ý à. 65.000 cây à, hội nở cái kính cây luôn chứ ở đó. Thấy cái cây này phải siêu nụ không không, không quên đó, cô chú anh chị mình nói nó không không nở bông chùm chùm luôn chứ nó nùi nùi luôn, cây có tí tẹo rồi, cả nhà thấy bông nè. Tiếc cái nó hơi từa, cái nó có những cái bông nó hơi héo á, nằm ngoài nắng á. Rồi cái tới hàng nào? À, cái này cũng này là Thủ Đức ha, Thủ Đức 80.000 một cây. Đây, dạo Thủ Đức đây lùng lùng thấy cưng lắm nè, cái có mặt bông luôn cả nhà. Cái hàng này thì hàng trưng bằng chưa Tết ha, 80.000 một cây là cũng mấy cây gửi? 5 cây em gửi, 10 cây em bao ship luôn. 5 gửi 10 10 bao ship. Hàng lùng lùng dễ thương ghê không? Sao cái này số lượng nhiều không không Quỳnh? Mấy trăm cây ha. Cho lia lại bên đây một cái nha. Tội ơi, cái cây siêu nụ nhỏ nhỏ mà bông thấy ghê. À, Thủ Đức 5 cây gửi và 10 cây bao ship các nha. Đây, tàn hùm lum thấy thương ghê không? Cái hàng này cả nhà mình về vô được cái chậu, vô chậu đẹp đẹp nên để bàn chân hết ý ha. Cúc Thọ Hương 70.000 cây. Này chắc nó luôn quá hả? Tàn xum xê quá à. 70.000 cây nữa nha. Cúc Thọ Hương nuôi sao tàn xum xê, dưới tới cái của anh Bến nuôi có con chọt đi lên không ta? À, 70.000 cây. Cũng 5 cây gửi ha. À, nguyên cái dạng này là 70.000. Thì nhà vườn mình có đủ loại nha cả nhà. Cô chú anh chị mình thích cái loại nào thì liên hệ chỗ Quỳnh nha. Nói chung thì hàng cũng cây cũng dễ thương, giá hợp lý ha. Cái này hoa hồng không? Đây, cúc hoa hồng nè cả nhà. Này dắt ít hả? Ở này phải nhiều nhiều bán ngon nè. Cô chú anh chị coi cái cúc hoa hồng nó ra một cái nụ ra nhiều nhiều bông ghê không? Dòng này nó mau nụ mau bông dữ lắm cả nhà. Bung tàn thấy thương ghê nè. Mình đặc biệt cũng ra cái đọt đỏ nha, đọt đỏ dễ thương lắm nè. Ơi dễ thương quá ha. Rồi kế tới mặt hàng nào nữa đây? À, cái này khu này là 70, nãy giờ ba luống này là 70 ha. Giáo Thủ Đức 120. Đâu đâu em bưng lên giùm anh cây thử. À, cái hàng này là 120.000 một cây nha cả nhà. Nó lùng lùng dễ thương lắm, thì cây nào cũng xử lý đế đẹp hết nha. Xử đế đẹp hết, cây rất là dễ thương. Thì cái này á, cả nhà biết sao không? Bên nhà vườn mình vô cái thùng đường cho dễ vận chuyển thôi, chứ
cũng có nhiều nhà vườn quay thì cũng để cái chậu, thấy chậu bự chảng vậy chứ cái tàn nó cũng vậy à. Cái này cái tàn thấy thương lắm, cũng giống như hàng vô chậu thôi, nhưng có cái mình để cái thùng đường á là về mình dễ vận chuyển. Thôi ơi, có cái cây đó phải hoa hồng không Quỳnh? Thương dữ ta, cái hàng này là 120 nha cả nhà, tàn túa xum xê vậy nè. Này thì mình cô chú anh chị về mình chơi Tết cũng được, mình sang qua cái chậu bự bự hơn chút thì nuôi năm sau cũng ngon. Cái tiếp rồi. Không vậy em. Không vậy, cái hàng này nhiêu cây em? Dạ 224 cây em. Trời ơi, cái bông cây đó cũng bông đẹp ghê nè, hai 220.000 Mà cây bông hả? có cúc không vậy em? Ơi ơi, phải sáng anh đi sớm chút chứ quay nữa thì nó tươi hơn ha, giờ hơi nắng đẹp kinh hồn không. Khoan khoan, em cầm giùm anh chụp cái hình thử ra, xây xây cái mặt bông bên đây đó, đẹp quá đẹp rồi, em cảm ơn. Ủa, có cây đó cái bông còn tươi kìa Quỳnh, em cầm giùm anh đó, nó núp trong đó đó, nó núp đó, nó còn tươi nè, nó cô chú chị thấy không, cái bông nó còn tươi, nó cực kỳ đẹp nha, thương ghê luôn không, nó tươi. Cái bông cái cúc xuân nhị là nhìn nó sang nhất trong tất cả cái dòng cúc, nhìn nó thấy thương lắm. Mà có nói chung lâu này là liền hơn liền tốt hết rồi em. Nãy giờ không để ý cái này, cái cốt cũng bự dữ rồi trời, ghép hồi đời nào mà bự ghê hồn không. Này chắc hồi mới có cái dòng cúc này mình đóng vô Dạ luôn quá. đúng rồi. Cái này anh đi anh ít thấy được cái loại mà cúc không nhị mà nó to vậy. Ủa, cái này họ hương hả Quỳnh? Nè cô chú anh chị mình thấy không, họ thọ hương đem trọng đất và nó ra bông hết hồn không, bữa nay chưa bung bung hết nè, mới hé quá trời bông luôn, hình như mình cũng còn số bên này Dạ đúng rồi. Đây đi. Dạ 220 220.000 một cây cúc thọ hương, quá trớn. Cái này nó dài nó bự quá. Nè cái lô này cái củ đế đẹp lắm nha cả nhà, lô này củ đế bự chảng luôn nè, đang lên bông luôn cô chú anh chị mình, sợ sợ mua lầm thì có mạch bông luôn nè. Hồi cây đó đế đẹp dữ vậy ha. đó đế này gắn rồng không? Gắn viên rồng, cây nào cái đế cũng đẹp hết. Và đặc biệt cái bông thọ hương thì cả nhà mình khỏi chê ha, nó cái màu nó tươi thứ nhất, thứ hai nữa nó ra bông chùm cực kỳ luôn. Cái hàng này cao dữ lắm, dám có cây dám cả mét luôn chứ đừng. 1 2 3 4. Này như cây này cao từ gốc tới ngọn cả thước. Cái này mấy 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 cây ship Quỳnh? Dạ 3 cây em ship và 5 cây em bao ship. 3 cây ship, 5 cây bao ship ha. Rồi thấy cái hàng hàng này cúc Này là Tân Châu. cúc Tân Châu, Dạ. cái hàng này nhiêu cây luôn? Dạ của hàng này là 250 cây em. 250 một cây. Và mấy cây ship, mà mấy cây bao ship? Dạ 3 cây em ship và 5 cây em bao ship. 3 cây ship, 5 cây bao ship. Cả nhà mình xem thì coi kỹ rồi có gì liên hệ giùm Quỳnh giùm em nha, tại vì nhiều cái mặt hàng á nhiều khi em không có lượt lại, em không nói lại nhớ ship đâu, nhưng mà tên cái clip cả nhà mình xem á, mình kéo nó qua mình coi giùm em. Em bưng mình thử cây coi cho cô chú anh chị biết cái tàn cỡ nào à. Chỉnh sửa cái tàn thấy thương ghê không cả nha, và thêm cái gốc, gốc nào nó cũng có xử lý đế hết. Cái lô này được nhiêu cây Quỳnh? Này vài chục cây hả? Cúc Trân Châu nha cả nhà, cái dòng này thì nó nở rất là đẹp, rất là lâu tàn nha. Dòng này nếu như mà để trong trong ồ đúng không ha, nó nở cực kỳ lâu tàn luôn, nếu như cả nhà mình để trong trong mát ha, để cho nó nở như mình chơi Tết để trong nhà nó tầm 5 tới 6 ngày, nhầm khi nó không rụng luôn á. Rồi qua tới cái dãy lô Võ Hữu Đức đẹp quá trời nè, mấy hàng này bán sao em? Quá trời luôn, ginh nổi không ginh gì anh cây cho cô chính trình xem thử. Nặng quá, nằm chậu mấy này, chậu ba hả? To ghê không? Đó, anh cho cô chú anh chị biết cái tàn cỡ nào thôi. Nãy em nói như 7 700 hay 750? 750 một cây, mấy cây mình ship? Dạ 2 cây em ship, 3 cây em bao ship luôn. 2 cây ship, 3 cây bao ship. Hàng này ở bên nhà vườn mình có ship lẻ nên cũng tiện hết nha. Cái kính mít luôn, không thấy được cái củ đế dưới, cây nào cũng xử lý đế hết nha cả nhà. Cái tàn nó quá kín. Củ đế đẹp lắm cả nhà. Và tàn thì kính mít rất là đẹp. Lô này được nhiêu cây ha Dạ lâu này 50 cây anh. Quỳnh? Thì lúc nào cũng vậy nha cả nhà, ví dụ như nhà vườn mình bán cái giá lẻ là như vậy, còn ví dụ cô chú anh chị mình lấy được số nhiều thì nhà vườn sẽ có giá sỉ cho ông ta mua đi bán lại. Đa phần nhà vườn thì
cây số lượng nhiều, dù mình mua được số nhiều thì nhà vườn sẽ có bán giá dễ chịu cho chúng ta ha. Lô này đẹp dữ lắm, lô này Tết mà lặt lá ra là nó chững cây dữ dằn. Cái ngọn á, cái cốt đọt á là lúc đầu là người ta bắt chững rồi, giờ banh chi banh tàn ra nữa, đẹp đẹp ghê không. Rồi mình còn hàng nào nữa không Quỳnh? Hết rồi ha. Rồi để em gỡ lại cho cả nhà mình xem những cái mặt hàng bên nhà vườn mình ha. Thì em xin nhắc lại ha, cái địa chỉ của nhà vườn mình là tại ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Thì cô chú anh chị nào có thích cái loại nào thì liên hệ nhà vườn ha. Rất là nhiều cái giống, cây nói chung cây cũng khá là ok, giá cũng hợp lý để chúng ta chơi Tết ha. Thì tiện cái kênh em quay thì ít có người ship lẻ, tại đa phần em quay cái quay sỉ không à. Bên này hôm nay nhà vườn có ship lẻ thì cô chú anh chị mình cũng khỏe ha, mình cần chơi một cặp hoặc là dài ba cây thì nhà vườn có ship hết ha, số lượng rất là nhiều, nuôi cây rất là tốt nha. Rồi thì thôi em cũng xin kết thúc cái clip tại đây nha, chào tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như thật nhiều sức khỏe ha, chào tạm biệt cả nhà. Ồ, cái lô đem ghi lại cái lô siêu nụ cho chúng ta xem, nụ thấy mê lắm. Mà nắng quá không sợ cô chú anh chị mình thấy rõ không ta, nụ nó lừ luôn đó nha, đã lắm. Rồi chào tạm biệt cả nhà nha, chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như thật nhiều sức khỏe nha, chào tạm biệt cả nhà.